trước giờ, học sinh từ Tây sang ta, dốt giỏi cỡ nào cũng có một biệt tài mà khóa ai có thể địch được, quay cốp trong giờ thi. Đúng kiểu cái khó ló cái khôn, đã không học bài, lười học bài thì học sinh sẽ phải nghĩ ra mọi cách để có thể qua được kỳ kiểm tra, nếu không muốn học lại, thi lại. Mùa thi nào đến, ngoài tâm trạng hồi hộp các em mang theo thì túi cũng phải đầy pha mới mong sống sót. Điển hình là photo tài liệu tập to, tập nhỏ, chép tài liệu với kiểu chữ cực nhỏ vào các tờ giấy gấp 5, gấp 7 để dưới hộp bàn, trên đùi hoặc trong lòng bàn tay, mắt vừa nhìn giám thị vừa liếc tài liệu. Thầy cô bước xuống, đứng bên cạnh quan sát, học trò dội lấy tay đẩy tài liệu vào sâu bên trong hộp bàn hoặc cuộn tay lại, đưa tài liệu vào túi áo, quần. Tuy nhiên, học trò có bá đạo đến mấy thì thầy cô cũng có cách trị. Thậm chí có dấu vào tàn án như năm sinh dưới đây còn bị phát hiện nữa cơ mà. Có tin gì đến đâu cũng bị cô giáo phát hiện mà thôi nhé các cô cậu học trò. Ảnh trường người ta. Cụ thể, trên diễn đàn học đường nổi tiếng trường người ta, một năm sinh đã chia sẻ các dấu tài liệu của mình. Cậu bạn đã chép chi chít chữ vào các mẫu giấy nhỏ, đồng thời dán lên chiếc án trắng của mình, chỉ cần gặp tà án xuống thì thầy cô rất khó mà phát hiện. Thiết nghĩ, chép phao không phải là điều mà các bạn nên học theo vì nó đi kèm với rất nhiều rủi ro đáng sợ. Nếu bạn không muốn phải lãng phí cả năm học để rồi bị đánh trượt vì quay cốp thì đừng học theo cách này. Có khi, việc gian lận trong thi cử còn bị xử lý theo luật pháp. Dẫu biết là học trò ngày càng tinh vi trong cách chép phao, tuy nhiên thầy cô cũng đâu phải là dạng vừa. Thậm chí là phao thi có nhỏ cỡ dài thôi cũng phát hiện ra, ngồi trên bục giảng thầy cô nào cũng biết biểu hiện của những đứa đang chép phao, chẳng qua thầy cô có muốn bắt hay không mà thôi.